công bệnh thần kỳ của dưa hấu. Bên cạnh chức năng giải khát hay tráng miệng, có thể bạn chưa biết, dưa hấu còn có rất nhiều công dụng thần kỳ trong hỗ trợ điều trị các loại bệnh. Dưa hấu là một loại quả rất quen thuộc đối với người dân Việt Nam. Tuy nhiên, ngoài vai trò là một thức quả giải khát yêu thích trong mùa hè hay món tráng miệng thơm ngon sau mỗi bữa ăn, ít ai biết rằng, ngay chính hạt hay vỏ của quả dưa hấu, thậm chí rễ hay lá của loại cây này cũng có rất nhiều công dụng chữa bệnh. Theo cuốn sách Cây thuốc và động vật làm thuốc ở Việt Nam, NSB Khoa học và Kỹ thuật, cuốn sách tập hợp các công trình nghiên cứu của nhiều chuyên gia giàu kinh nghiệm trong lĩnh vực dược liệu dược cổ truyền thuộc Đại học Dược Hà Nội và Viện Nghiên cứu Dược liệu Việt Nam. Trong y học dân gian, quả dưa hấu có thể chữa sốt nóng, khát nước, tiểu tiện bất lợi, đái bút, đái rắt, viêm thận, phù thủng, vàng da, đái đường, loét miệng lưỡi, đau họng, say rượu. Dạng dùng là nước ép từ quả hoặc vỏ quả. Hạt dưa hấu khi sắc nước đặc để uống có thể chữa nôn ra máu, phụ nữ hành kinh quá nhiều hay ho lâu ngày. Hạt dưa hấu ăn sống có tác dụng hóa đàm, trừ đàm, làm cho đàm dễ khạc ra, hà khí, thông khí. Với phần vỏ quả dưa hấu, người bệnh có thể dùng phần này khi bị khát nước, đi tiểu ít hay chữa các loại bệnh như phù thủng, loại bệnh sưng phù nề các phần của cơ thể và bệnh loét miệng lưỡi. Rễ và lá dưa hấu thì có thể chữa bệnh lị, tiêu chảy. Cách thức là sắc nước uống với liều dùng 50-60g. Ở quốc gia lân cận Malaysia, người dân còn quen dùng nước ép rễ cây dưa hấu để cầm máu sau khi đẻ hoặc sau sảy thai. Một số bài thuốc chữa bệnh có dưa hấu. Chữa say nắng, tiểu tiện không thông, nước ép dưa hấu uống với lượng vừa đủ. Chữa trẻ em sốt nóng về mùa hè, vỏ quả dưa hấu, kim ngân hoa mỗi thứ 15g, thái tử sâm 9g, hoa cây biển dâu, bạc hà mỗi thứ 6g. Sắc nước uống.